Cái túi này là mẫu classic trong bộ sưu tập DE 2024 mới nhất mà. Trời ơi, sao anh hào phóng quá vậy? Cái túi này tới 250 triệu lận đó. Cái gì? 250 triệu hả? Ừ. Cái gì mà mắc quá vậy? Trời, chị suốt ngày ru rú ở xó bếp, làm sao mà biết được mấy cái này? Ừ, nhưng mà anh có thể tặng chị một cái túi rẻ hơn cũng được mà. Mà nè, tôi nói cho chị biết nha, ảnh tặng cho chị cái túi này á là tại vì ông Thông bắt buộc thôi, chứ ảnh không có ý gì với chị hết trơn á. Ờ, đúng rồi đó. Gì? Có ghi âm lại. Này, gì? Cho con nghe. Ê, cái thằng nay sinh nhật vợ đó mà nó cũng đợi tôi nhắc nữa. Trời, anh phải nhắc nó à? Ừ. Nhưng mà mình cũng phải thông cảm. Cậu Phong thì công việc nhiều, tôi thì tôi nghĩ nếu mà có tình cảm thật đi thì những mấy ngày này phải nhớ ông nhỉ. Có khi nào lúc đó nó hôn mê, nó đòi lấy con bé, rồi bây giờ tỉnh lại nó thấy. Trời ơi, gì cũng không biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp con quá à. Trời ơi mẹ ơi, mẹ nhìn nè, đúng là túi hộp với người, đeo vô thấy sang hẳn ra vậy đó. Chị Hoàng Kim, thôi giờ chị cũng thấy rồi đó, trong cái nhà này không có cái gì mà hợp với chị hết, kể cả anh Phong nữa. Chuyện gì vậy con? Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Để con lấy nước cho mẹ uống nha. Chuyện gì vậy con? Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là con đang thấy lo cho mẹ thôi. Con đừng có giấu mẹ, mẹ hiểu tính con mà. Mẹ thấy con với Hoài Phong có hợp nhau không mẹ? Hai đứa cãi nhau à? Tụi con không có cãi nhau, nhưng mà con thấy lạc lõng trong cái ngôi nhà hào môn đó. Con không biết xài đồ xa xỉ, con cũng không biết xài biểu giúp việc nữa mẹ. Con sống giản dị cũng tốt mà, có sao đâu. Nhưng mà con sợ là người ta sẽ chán ghét con, cũng giống như ba đã từng. Mẹ nghĩ không phải ai cũng như ba con. Hòa Phong thì Hòa Phong cũng đã từng chê con xấu đó mẹ. Bây giờ lại có thêm hai mẹ con bà Đào và Bạch Kim ở đó nữa. Con nói gì? Tại sao mẹ con bà Đào lại tới đó? Thì tại vì anh Phong sợ họ gặp nguy hiểm, cho nên là cho họ đến ở tạm một thời gian. Bà Đào là người lắm mưu nhiều kế, con phải cẩn thận đó. Con biết mà mẹ, con cũng chỉ muốn cho họ ở tạm một thời gian để xem coi lòng dạ của anh Phong ra sao. Nhưng mà sao bây giờ con lại cứ thấy. Con lo cũng đúng, như bà con sống chung mấy chục năm cũng đâu biết lòng biết dạ. Mẹ chỉ mong Hoài Phong thương con thiệt lòng.